sao bạn chọn Hoa Sen Plus? Tại sao chúng ta lại chọn Hoa Sen Plus? Tại sao? Tại sao? Chắc hẳn các bạn cũng có 100, 1000 lý do để chọn Hoa Sen Plus. Nhưng với riêng mình chỉ có 2 lý do duy nhất mà thôi. Cái lý do đầu tiên là bởi vì mình thích cái chương trình này. Lý do thứ hai, Hoa Sen Plus là một chương trình đào tạo chuyên nghiệp quốc tế. Khi các bạn tham gia vào chương trình này, các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi như sau. Các bạn sẽ có phòng học riêng, không phải chờ phòng học này ra thì các bạn mới được vào học. Quyền lợi thứ hai là các bạn sẽ được học thời khóa biểu đã được sắp sẵn, các bạn không phải đăng ký môn ở trên trang web của trường và cũng không phải đợi giờ để đăng ký môn rắc rối. Các bạn sẽ được sắp sẵn cho cả 4 năm học của các bạn luôn. Cái quyền lợi thứ ba, các bạn sẽ được học trong một môi trường vô cùng thoải mái nhưng đồng thời cũng cực kỳ chuyên nghiệp, đến với từ giáo viên, từ những người quản lý của tụi mình và song song đó là cả những học sinh cùng học trong lớp. Cái lý do thứ tư này chính là các bạn được học hầu hết 90% tiếng Anh. Trong tất cả các môn các bạn được sử dụng toàn bộ tiếng Anh nhưng sẽ có một vài môn nó sẽ là tiếng Việt, nhưng cái đó không đáng kể. Và cái lý do cuối cùng để mình chọn là mình được đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài khi các bạn học xong năm 2. Còn cái điều cuối cùng là muốn bật mí cho tất cả các bạn biết là sắp tới chương trình Hoa Sen Plus sẽ có đồng phục riêng. Và đồng phục nó như thế nào thì các bạn đăng ký chương trình Hoa Sen Plus thì các bạn sẽ biết, ok? Hi, my name is Winnie. I will compare for you several things about Hoa Sen Plus program and study abroad. First of all, 100% English speaking environment. Check. High quality study program. Check. Lots of activities and field trips. Check. Maybe. Near your family. Check. Lower cost. Check. So, what do you choose? Hello mọi người, mình tên là Anh Thi và tên tiếng Anh của mình là Tammy. Và mọi người trong lớp thường hay gọi mình là Tammy. Mình là sinh viên ngành marketing của chương trình đặc biệt Hoa Sen Plus. Sau một năm học thì mình đã nhận được rất nhiều quyền lợi từ chương trình Hoa Sen Plus. Chủ yếu ở Hoa Sen Plus chúng ta sẽ được học ở cơ sở 1 là ở Nguyễn Văn Tráng quận 1 ngay trung tâm luôn, và ở trường Cao Thắng quận 3. Và đây là hai trường chính ở trường đại học Hoa Sen có cơ sở vật chất tốt nhất. Không những thế thì cảm thấy học Hoa Sen Plus khiến cho mình có động lực học hơn rất nhiều, bởi vì Hoa Sen Plus lựa chọn đầu vào rất là kỹ càng. Như là các bạn phải có bằng IELTS thì có nghĩa là tiếng Anh của các bạn phải là từ căn bản trở lên, từ căn bản đến khá thì các bạn mới có thể tham gia vào chương trình này. Cho nên là các bạn yên tâm rằng tất cả các bạn khác trong lớp đều có một năng lực như y như nhau. Có những các bạn khác có tính cách giống mình và có sự nỗ lực giống mình. Học ở Hoa Sen Plus luôn khiến cho tụi mình có tinh thần học tập rất là cao và trách nhiệm rất là cao trong học tập, và cảm thấy rất là sinh động khi được học những cái môn rất đặc biệt. Mình được học rất là nhiều kỹ năng, những các cử chỉ khi tiếp xúc với người nước ngoài như thế nào, tiếp xúc với văn hóa của người khác như thế nào. Đây là một trong những vấn đề mình nghĩ là rất chuyên nghiệp dành cho các bạn. Và sắp tới thì Hoa Sen Plus sẽ có những bộ đồng phục riêng, những cái name card riêng cho Hoa Sen Plus. Đây là một trong những cái thể hiện tính chuyên nghiệp và đặc cách của chương trình này khi bạn bước vào Hoa Sen Plus. Và mình cũng đang rất phấn khởi để chờ đợi mẫu đồng phục áo vest của Hoa Sen Plus như thế nào. Hi, I'm Khang from Hoa Sen Plus, or you can call me Kyle. And here are the two reasons why you should choose Hoa Sen Plus. First of all is the 90% English, where you can apply your English in different subjects, and also specialized vocabulary are taught to you. And the second reason is that you can receive practical experience, such as the field trips during the semesters, or the 3 weeks experience at another foreign country like New Zealand or something. So I'm proud to be in Hoa Sen Plus. How about you? Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I can really tell myself you, I would.
a lot of attention. That's all I want to do. How could you see me? Long time no see. You guys changed your name, that's good. Long time no see. We miss you. Oh, I miss you too. I'd like to introduce myself for you to know. So my full real name is Ian Pian. Okay, don't you call me. Or you can call me Lucy, that's fine. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you.